Xin chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh YouTube Thái Học mua bán ô tô cũ. Và hôm nay học xin phép giới thiệu đến cho quý vị mẫu xe Innova Venturer. Xe này được sản xuất vào năm 2019 và đã lăn bánh được 21.000 cây. Hiện tại thì mang biển số thành phố Hồ Chí Minh. Đối với cô chú anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta sẽ tiết kiệm được 20 triệu phí biển số nha anh chị. Xe này thì bên học cam kết cho cô chú anh chị là không đâm đụng, không ngập nước. Đối với 2019 thì bên học vẫn gia hạn bảo hành cho cô chú anh chị 20.000 cây và 1 năm sử dụng. Xe thì hiện trạng mới về, có một vài vết xước nhỏ. Còn xe thì vẫn trên tinh thần vẫn là rất là đẹp nha anh chị. Đó, vì chiếc xe đi rất là ít. Đây, có một cái dấu xước nhỏ đây. Venturer thì chỉ có 3 màu chủ đạo: màu đỏ, trắng ngọc trai và màu đen. Mâm đen, có body kit bên ngoài. Đó, xe biển số khá đẹp đó anh chị, 96663. Đó, cô chú anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta sẽ giữ lại cái biển số này nha anh chị. Đó, đóng phí trước bạ 2%. Giá trị còn lại thì ra tên rồi. Chi phí đâu lanh quanh, thí dụ như cô chú anh chị xe này bên học đang bán với mức giá là 748 triệu. Cô chú anh chị nào nhanh tay liên hệ với học ha, vì đây là một cái sản phẩm rất là hot. Xe thì vẫn giữ bộ ghế nỉ zin, đầu DVD. Xe rất là đẹp nha anh chị. Ở Venturer thì chúng ta sẽ có cái đèn chằng chung với bản G, đèn giải trí cô chú anh chị. Đó, xung quanh xe thì đây là hiện trạng xe mới về, chưa hoàn tất Maruguri. Nó có một số chày xước nhỏ ha anh chị. Đó, như là ở chỗ này thì mình không thể nào nhìn bằng mắt thường được. Đó, anh chị nhìn thấy không? Đây học lìa máy. Anh chị có thấy không, kỹ không ạ? Nó có một cái dấu móp nhẹ ở đây. Thì bên học sẽ xử lý lại. Đó, sơn cũng là vậy. Sơn cũng là rất là nhỏ cô chú anh chị ha. Đó. Venturer. Số tự động 6 cấp nha anh chị, xe 8 chỗ rộng rãi lắm. Rồi chúng ta sẽ lần lượt đánh giá ngoại thất nha anh chị. Venturer 748 triệu nha cô chú anh chị. Còn đây là chiếc Innova 2018, chiếc xe gần nhất thì bên học cũng đã bán rồi. Hiện tại bên học mới về thêm một chiếc Innova E 2019 màu trắng ở ngoài kia. Để hút học sẽ quay gửi đến cho cô chú anh chị. Đó, đây là phần cụm đầu xe nha anh chị, ga lăng. Xe này có camera 360 luôn á. Đây. Đèn lái nè, đèn báo rẽ, đèn xi nhan, body kit. Tổng thể thì xe rất là đẹp nha anh chị. Đó, xe này chưa hoàn tất Maruguri, cơ bản là đậu ở nhà lâu nên là bụi rất là nhiều. Đó, 21.000 thì vỏ zin theo xe, tầng thứ 15 2019. Đó, xe rất là đẹp. Học tranh thủ quay sớm gửi đến cho cô chú anh chị, vì xe bên Toyota tăng cản vừa về là bán không. Và những xe Innova hiện tại rất là hot. Keo chỉ thì cam kết cô chú anh chị còn nguyên vẹn ha. Đó, 21.399 cây. Học thử cái camera 360 này thử như thế nào. Học tưởng nó cái màn hình này là không lên được. Đó, nhưng mà có tích hợp được rồi. Đánh xi nhan. Xin lỗi vị nha. Xe này có camera nhưng mà khách lại tháo ra rồi. Tháo cái màn hình nó ra rồi, chỉ còn camera trên xe thôi. Thì hiện trạng mình không sử dụng được cái camera 360 nha cô chú anh chị. Đây. Đó, vô lăng ốp gỗ bọc da này. Đó. Rất là đẹp mọi chi tiết, đi xe đi ít thì mấy cái này nó như xe mới nha anh chị. Đó. Cô chú anh chị nào có Innova 2017, 2018 đời thấp, số sàn muốn lên số tự động hoặc là xe 2.7, 2.8, cô chú anh chị cứ liên hệ cho học. 0901224668, học có đánh giá xe, định giá xe miễn phí cho cô chú anh chị nè, thu xe tận nơi. Đó, hỗ trợ cô chú anh chị nào ở ngân hàng thì bên học sẽ nhận cặp vẹt ra trước, tắt toán cho cô chú anh chị rồi chúng ta sẽ làm thủ tục sau ha. 0901224668. Thái học xe cũ nha cô chú anh chị. Ở xe nội thất còn nỉ mới nguyên. Cái này xe mới đi 21.000 thì vô tư. Đây là một cái mẫu xe rất là hot tại Toyota Tân Cảng nha anh chị. Vỏ tầng thứ 44 năm 2018. Đó. Xe đăng ký 2019 và xe này cũng là sản xuất năm 2019 nha anh chị. Tại cái vỏ nó ra trước. Cốp sau keo chỉ chưa ra.
đây anh chị. Đó, vỏ xe cua là chưa chạm đất nè anh chị, bằng gầm nè. Rất đẹp. Cụm đèn lái sau thì học sinh lướt nhanh luôn. Xe 2019 thì nó mới tinh à. Nó không có gì phải bàn nha anh chị. Như là xe mới á. Ở cô chú anh chị nào muốn dòng xe đi 7 đến 8 người, rộng rãi, độ bền cao, dễ tìm phụ tùng thay thế. Xe thì đời cao, giá thì lại hợp lý. Anh chị cứ liên hệ cho Học 0901224668 để sở hữu cái dòng Ventura này nha. Ventura 2019 nha anh chị, màu trắng ngọc trai. Nội thất thì mới nguyên, xe đi ít mà. Hai mấy ngàn cây cũng mới có hết hai lượt rô đai. Xe này đi được 20 ngàn cây thì nó lại tiết kiệm xăng hơn chứ xe mới nha anh chị. Động cơ nó trơn tru. Thường thì cô chú anh chị đừng nghĩ là xe mới á, nó sẽ tiết kiệm nhiên liệu. Xe mới lúc đầu cô chú anh chị mua về nó sẽ ăn xăng hơn xe bình thường xíu. Cô chú anh chị mua về chạy khoảng 10-15 ngàn á, nó nhẹ động cơ lại cô chú anh chị. Đó, đây là cái phần gầm thì không có gì phải bàn nha cô chú anh chị. Đối với xe 2019 thì như vậy thì không có gì phải nói nhiều. Xe rất đẹp anh chị. Vâng, một lần nữa học sinh nhắc lại cô chú anh chị, Innova Ventura được sản xuất vào năm 2019, biển số thành phố Hồ Chí Minh. Bên Học đang chào bán với mức giá là 748 triệu, bao rút hồ sơ cho cô chú anh chị nào về tỉnh nè. Và cô chú anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh chúng ta sẽ tiết kiệm được 20 triệu tiền biển số cô chú anh chị. Xe rất là đẹp. Cô chú anh chị có bán xe liên hệ cho Học 0901224668. Học có định giá xe miễn phí, thu mua xe cũ các tỉnh, đặc biệt là những xe đang vướng ngân hàng, bên Học sẽ tắt toán trước cho cô chú anh chị nhận cặt vẹt ra, rồi chúng ta sẽ làm thủ tục mua bán sau. Và một lần nữa xin kết thúc video tại đây. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian quan tâm và theo dõi. Xin chào và xin hẹn gặp lại.